Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Shalom, bình an cho quý bà chị em. Một buổi sáng, một buổi chiều Chủ nhật thật là phước hạnh ở trong ơn của Chúa để chúng ta được thờ phượng Chúa, được nghe lời của Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng vẫn y nguyên và Chúa không bao giờ thay đổi. Amen, không quý bà chị em. Chúa của chúng ta là đấng quyền năng và Ngài sẽ tiếp tục làm những công việc lạ lùng. Để cho chúng ta nhìn thấy rằng là chúng ta đang có một Đức Chúa Trời sống, Ngài đang ngự giữa chúng ta. Cảm ơn Chúa, trong tháng 5 này thì chúng ta sẽ có một buổi lễ lớn, đó là lễ Ngũ Tuần mà các hội thánh Tin Lành của Chúa ở khắp mọi nơi sẽ tổ chức để chúng ta kỷ niệm sự kiện rất là quan trọng ở trong lịch sử hội thánh. Đó là ngày mà Chúa ngày khai sinh ra hội thánh Tân Ước đầu tiên, để cho chúng ta có thể có được ngày hôm nay ở trong ơn của Chúa. Quyền năng dấu kỳ phép lạ của Chúa đã xảy ra trong thời kỳ hội thánh đầu tiên và bẵng đi sau một thời gian rất là lâu, quý mà chị em, có thể là hơn 1900 năm, thì những ân tứ và việc nói tiếng lạ bắt đầu được khôi phục trở lại ở tại Nữ Ước, tức là New York, Hoa Kỳ, qua một mục sư da màu, và phong trào ân tứ nói tiếng lạ được phục hồi trở lại sau rất là nhiều ngàn năm đã bị mai một đi. Buổi chiều hôm nay thì chúng ta sẽ nói về tầm quan trọng của báp têm Thánh Linh và việc nói tiếng lạ. Trước hết thì chúng ta cùng nhau mở ra ở trong sách Công vụ sứ đồ, Công vụ các sứ đồ đoạn số 2 từ câu 1 cho đến câu số 13. Chúng ta sẽ thấy được cái bối cảnh của lễ Ngũ Tuần đầu tiên mà Kinh Thánh có ký thuật lại chúng ta. Tôi xin đọc lời của Chúa trong sách Công vụ sứ đồ đoạn số 2 từ câu 1 cho đến câu số 13 như thế này. Đến ngày lễ Ngũ Tuần, môn đồ nhóm họp tại một chỗ, Thánh Linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy lưỡi rời rạc từng cái một, như lưỡi bằng lửa hiện ra, đậu trên mỗi người trong bọn mình. Hết thảy đều được đầy dẫy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác, theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Và bây giờ có người Giu-đa, kẻ mộ đạo, từ các dân thiên hạ đến, ở tại thành Jerusalem. Lúc tiếng ấy vang ra, dân chúng chạy đến, ai nấy đều sững sờ, vì mỗi người đều nghe các môn đồ nói tiếng xứ mình. Chúng đều sợ hãi và lấy làm lạ mà rằng, hết thảy người nói đó, há chẳng phải là người Galilê sao? Vậy thì sao chúng ta nghe ai nấy đều nói tiếng riêng của xứ chúng ta sanh đẻ? Nào người Bạc Thê, Medi, Elamit, kẻ ở tại Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông, Asi, Phirisi, Bamphili, Egypto, đất Libi gần Siren. Nào kẻ từ Roma đến, cả người Juda hoặc người mới thay đạo Juda, người Cơrết và A Rạp nữa, chúng ta đều nghe họ lấy tiếng chúng ta mà nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Ai ai đều sợ hãi, không biết nghĩ làm sao, bèn nói với nhau rằng, việc này là nghĩa làm sao, nhưng có kẻ lại nhạo báng rằng, họ say rượu mới đó. Thưa quý bà chị em, đây là phân đoạn Kinh Thánh nói về quan cảnh lễ Ngũ Tuần đầu tiên, mà 100 hôn đồ tại phòng cao đã nhận được Đức Thánh Linh đã tuôn đổ xuống trên đời sống của họ. Theo như lời của Chúa nói rằng là đến cái ngày lễ Ngũ Tuần đó thì các môn đồ đã nhóm họp tại một chỗ và Thánh Linh có tiếng từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi, rồi có lưỡi rơi ra từng cái một như lửa bằng lửa hiện ra đầu trên mỗi người trong bọn mình. Và chúng ta thấy rằng là trong ngày lễ Ngũ Tuần này, sự hiện diện của Đức Linh đã được đổ đầy ở trên 100 hôn đồ thùng cao đó. Và trước đó chúng ta biết rằng là hơn 500 người đã chứng kiến Chúa Giêsu ngày thăng thiên. Một con số rất là lớn đúng không ạ? 500 người đã chứng kiến Chúa sống lại. Nhưng mà đến ngày lễ Ngũ Tuần thì chỉ có 120 hôn đồ tại phòng cao thôi. 120 người đã nhóm lại và chờ đợi lời hứa của Cha trên trời dành cho họ. Như vậy thì 380 người còn lại ở đâu quý mà chém? Có thể họ bận rộn hay là họ bận việc gì đó, họ không thể đến được. Nhưng mà 100 hương đồ họ đã có một sự khao khát và họ mong chờ sự tuôn đổ Thánh Linh của Chúa theo như lời hứa của Cha. Và thế là họ đã được mặc lấy quyền phép từ trên cao. Và Kinh Thánh nói rằng là trong cái lúc như vậy đó thì có tiếng gió thổi ào ào đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Chúng ta biết rằng là đối với Kinh Thánh Cựu Ước, mỗi khi mà nhắc đến gió thì người ta sẽ liên tưởng đến sự sống của Đức Chúa Trời. Chúng ta biết rằng là hơi thở của Đức Chúa Trời khi mà thổi vào trong bụi đất của Adam đó, thì Adam trở thành một loài sanh linh, tức là loài có linh hồn. Từ cái bụi đất mà Chúa nắng lên,
thành con người, và để có linh hồn ở trong cái bụi đất đó thì Chúa phải hà hơi vào trong đó. Như vậy thì hơi thở của Đức Chúa Trời nó giống như là gió, và cái từ gió ở trong tiếng Hebrew nó là từ thánh linh. Như vậy thì nơi nào có thánh linh của Chúa thì nơi đó dường như là có một cái luồng gió hoặc là có một hơi thở thổi vào trong đó, khiến cho con người của chúng ta được sống động từ trong tâm linh. Rồi chúng ta cũng thấy được là trong ngày hôm đó có lưỡi bằng lửa hiện ra đậu trên mỗi môn đồ. Và chúng ta biết rằng là trong thời Cựu Ước thì lửa cũng hình bóng hay là liên quan đến sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy được là bất cứ khi nào mà Chúa hiện diện thì nơi đó dường như là có lửa nó xuất hiện. Tôi ví dụ khi mà Môi-se ông gặp Chúa ở trong bụi gai cháy ở tại đồng vắng, thì Đức Chúa Trời Ngài đã lấy một cái bụi gai và Ngài đốt cái bụi gai đó bằng lửa của Ngài. Nhưng mà lạ thay đó là cái bụi gai đó nó không hề tàn, nhưng mà nó cháy mãi như vậy đó. Cho nên là Môi-se ông đã cảm thấy rất là ngạc nhiên, và ông biết rằng là cái bụi gai cháy này nó không phải là một cái điều bình thường tự nhiên, nhưng mà đây là một cái điều siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời. Rồi khi mà Eli ông đến ở tại một cái ngọn núi và ông đứng ở trước cái hang núi, ông chờ đợi sự hiện diện của Chúa, thì cũng có một cái ngọn lửa nó xuất hiện ở trong cái đám lửa đó, nhưng mà trong đám lửa đó thì không có sự hiện diện của Chúa. Sau đó thì có một cái tiếng nói êm dịu nhỏ nhẹ và Đức Chúa Trời lại phán với ông. Thì chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều lần Chúa đã hiện diện và Chúa bày tỏ sự hiện diện của Ngài như là một đám lửa, để cho dân sự của Chúa nhận biết rằng đó chính là Ngài. Vậy thì ở đây trong ngày lễ Ngũ Tuần này, Chúa Ngài đã dùng gió rồi Ngài dùng lửa để mà bày tỏ ra sự hiện diện của Ngài trên 120 môn đồ tại phòng cao. Và Kinh Thánh nói rằng là hết thảy đều được đầy dậy Đức Thánh Linh. Quý bà cha em ơi, cái điều này rất là thú vị, bởi vì cớ chúng ta biết rằng là trước đó các môn đồ họ đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh, đúng không ạ? Chúa Giêsu Ngài sống lại và Chúa Ngài hà hơi trên các môn đồ và họ đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi. Chúng ta xem nha, ở trong sách Tin Lành Giăng đoạn số 20 câu số 22, khi Ngài phán điều đó rồi thì hà hơi trên môn đồ mà rằng: hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh. Như vậy thì trước đó các môn đồ họ đã được Chúa Ngài hà hơi trên họ và họ đã được nhận lãnh Đức Thánh Linh rồi. Thế tại sao bây giờ đến ngày lễ Ngũ Tuần thì họ lại được đầy dậy Đức Thánh Linh nữa? Tôi thắc mắc với Chúa: Chúa ơi, tại sao lại có cái điều này? Các môn đồ đáng lẽ họ không cần phải được đông đầy Thánh Linh nữa, tại vì họ đã có Thánh Linh rồi. Trước khi mà các môn đồ đã đến ngày lễ Ngũ Tuần đó quý vị, thì các môn đồ họ đã có quyền năng để chữa lành, giải cứu đuổi quỷ chưa? Có, đúng không ạ? Họ đã từng được Chúa Giêsu Ngài sai đi từng đôi một, đến trước những cái thành, những cái làng mà Chúa sẽ đến. Họ đã chữa lành, họ đuổi quỷ, thậm chí trong Luca đoạn 10 từ câu 15 trở đi đó, chúng ta thấy rằng là các môn đồ họ vui mừng, họ về họ khoe với Chúa: Chúa ơi, vì cớ danh Chúa các quỷ cũng phục chúng tôi nữa. Họ làm phép lạ rất là nhiều, chữa lành đuổi quỷ rất là nhiều. Nhưng tại sao mà Chúa Ngài mong muốn cho các môn đồ lại phải đến lễ Ngũ Tuần để họ được nhận lãnh báp têm Thánh Linh của Chúa và được đầy dậy Thánh Linh? Cái vấn đề ở đây không phải là quyền năng hay không, nhưng vấn đề ở đây đó là họ sẽ kinh nghiệm được một mức độ tuôn đổ Thánh Linh của Chúa, một mức độ chiếm hữu của Thánh Linh của Chúa đầy dậy trên họ nhiều hơn, lớn hơn nữa quý mài cho em. Mọi người tin Chúa đều có Đức Thánh Linh ngự trị trong cuộc đời của mình, nhưng mà Đức Chúa Trời còn muốn cho mọi người đều được đầy dậy Đức Thánh Linh, nghĩa là họ được Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời làm chủ hoàn toàn, và người đó cũng thuận phục theo sự dẫn dắt của Đức Chúa Trời một cách trọn vẹn để làm sáng danh Chúa và đem nhiều người trở lại với Ngài. Trước khi mà các môn đồ họ được đổ đầy Thánh Linh của Chúa tại vòng cao tại lễ Ngũ Tuần, họ đã kinh nghiệm được quyền năng của Chúa, nhưng mà họ vẫn còn yếu đuối, họ vẫn còn sợ hãi. Bằng chứng đó là trong cái đêm mà Chúa Giêsu bị nộp đó, thì tất cả các môn đồ của Chúa đều bỏ chạy hết. Họ không có đủ cái can đảm dạn dĩ để mà trường mặt ra để mà chịu khổ cùng với Chúa. Họ có Thánh Linh đó, đúng không ạ? Họ có quyền năng của Chúa đó, họ có ân tứ của Chúa đó, nhưng mà họ chưa có đủ can đảm để mà sẵn sàng chịu chết vì có danh Chúa. Nhưng mà Chúa Ngài muốn cho họ đến một mức độ để họ có thể đầu phục Chúa một cách trọn vẹn 100%. Họ sẽ không còn dám chối Chúa, họ sẽ không còn dám rụt rè sợ hãi nữa. Họ sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác. Họ sẽ không còn là chính họ của ngày xưa nữa, nhưng mà họ sẽ trở thành một con người có thể đem nhiều ngàn người trở lại với Chúa.
Đó lý do tại sao mà Đức Chúa Trời Ngài đem họ đến ngày lễ ngũ tuần. Có hai cấp độ thánh linh ở trong đời sống của một người tin Chúa. Cấp độ thứ nhất đó là khi mới được tái sanh, thì thánh linh của Chúa sẽ được ví như là một mạch suối nước sống ở trong tâm linh của người đó. Ở trong Giăng đoạn 4 câu số 13 cho đến 14, lời của Chúa Giêsu đáp như thế này: phàm ai uống nước này vẫn còn khát mãi, nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẳng hề khát nữa. Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó, văng ra cho đến sự sống đời đời. Ở đây Chúa Giêsu Ngài dùng cái từ đó là mạch nước văng ra cho đến sự sống đời đời. Ở trong nguyên bản Kinh Thánh tiếng Anh thì dùng cái từ đó là spring, tức là một cái suối, một cái dòng suối. Một cái dòng suối sự sống văng ra trong tâm linh của người đó. Rồi mức độ thứ hai của Đức Thánh Linh đó là được đầy dậy Đức Thánh Linh như là một sông nước hàng sống. Ở trong Tin Lành Giăng đoạn 7 câu 37 cho đến 39, ngày sau cùng là ngày lễ, là ngày trọng thể trong kỳ lễ, Đức Chúa Giêsu ở đó đứng kêu lên rằng: nếu người nào khác hãy đến cùng ta mà uống, kẻ nào tin ta thì sông nước hàng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy. Ngài phán điều đó chỉ về Đức Thánh Linh mà người nào tin Ngài sẽ nhận lấy, bởi bây giờ Đức Thánh Linh chưa ban xuống vì Đức Chúa Giêsu chưa được vinh hiển. Ở đây chúng ta thấy được là Chúa Giêsu Ngài lại nói về Đức Thánh Linh nhưng mà ở một cái mức độ khác, với một hình ảnh khác, đó là sông nước hàng sống. Có một cái sự so sánh về hình ảnh ở đây. Một bên đó là suối nước sống và một bên đó là sông nước hàng sống. Thì quý vị thấy được cái mức độ nó khác đúng không ạ? Như vậy thì một người mới tin Chúa, họ được tái sanh, họ được nhận lãnh Đức Thánh Linh vào trong đời sống của họ, thì tâm linh của họ đã có Chúa Thánh Linh rồi. Họ được tái sanh rồi, họ trở thành con người mới rồi. Nhưng mà để được kinh nghiệm sự sống của Chúa, quyền năng của Chúa đầy dẫy lớn hơn lao hơn như là một cái con sông không giới hạn, thì họ cần phải đến ngày lễ ngũ tuần. Tức là họ được báp têm Thánh Linh của Chúa và họ được trở thành con người mới. Suối thì có thể cạn, nhưng mà con sông thì khó có thể cạn lắm quý mài chàng. Một con sông lớn không thể nào cạn được một cách dễ dàng, nhưng mà con suối thì có thể bị cạn được. Và mạng lệnh mà Chúa Ngài truyền dạy cho các tín hữu tại thành Ê-phê-sô qua sứ đồ Phao-lô được chép ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 18 như thế này: đừng say rượu vì rượu xui cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dậy Đức Thánh Linh. Lời của Chúa đây nói rõ là chúng ta phải được đầy dậy Đức Thánh Linh. Đây là mạng lệnh mà Chúa Ngài muốn cho tất cả con cái Chúa, là người mới tin Chúa hay là đã tin Chúa lâu năm rồi, thì chúng ta cần phải được đầy dậy Đức Thánh Linh. Kinh Thánh không có nói với chúng ta rằng là các con nên được đầy dạy Đức Thánh Linh, hoặc là các con khá được đầy dạy Đức Thánh Linh. Bởi vì đây không phải là một cái sự lựa chọn, muốn hay không muốn, hay là được hoặc là không được thì không sao. Nhưng mà đây là một mạng lệnh. Cho nên được đầy dạy Đức Thánh Linh đó là một trong những cái phước hạnh mà Chúa ban cho con cái Chúa. Và Chúa Ngài mong muốn cho tất cả chúng ta đều phải bước vào trong cái mức độ như vậy, quý mài chàng. Đó lý do tại sao mà các sứ đồ trong ngày lễ ngũ tuần họ đã được Chúa Thánh Linh Ngài đầy dẫy trên đời sống của họ. Để 120 môn đồ đó, họ không còn là những con người yếu đuối nhút nhát nữa. Họ không phải là những con người mà khi mà thuận thời đó thì theo Chúa, mà khi mà nghịch thời, nghịch cảnh đến thì họ bỏ chạy. Họ không còn là như vậy nữa quý mài chen. Và cảm ơn Chúa là trong ngày lễ ngũ tuần thì 3.000 người đã được cứu qua lời làm chứng của Phi-e-rơ. Ông đã giản dị, ông đứng ra và ông nói về Chúa Giêsu Christ một cách giản dị. Trước đây ông đã chối Chúa 3 lần trước mặt một người nữ con đòi, đúng không ạ? Một cái người phụ nữ nhỏ bé, chỉ là một cái đứa nô lệ thôi, một đứa tớ gái thôi mà Phi-e-rơ còn sợ hãi mà phải chối Chúa 3 lần. Nhưng mà ở đây cảm ơn Chúa, trong ngày lễ ngũ tuần thì Phi-e-rơ không còn sợ hãi nữa quý mài chàng. Thậm chí là 3.000 người, trong đó có nhiều người nam lắm, nhưng mà Phi-e-rơ cũng không sợ hãi và ông dám cao rao tin lành của Chúa. Xin Chúa Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta, nhất là những ai chúng ta đã thất bại vì cớ chúng ta không dám tuyên xưng đức tin của mình về Chúa Giêsu Christ ở trước mặt gia đình của mình, trước mặt bạn bè của mình, trước mặt người thân của mình, chúng ta sẽ kinh nghiệm được cái sự thay đổi của Chúa ở trên đời sống của chúng ta trong ngày lễ ngũ tuần. Amen không quý mài chen? Tôi biết rằng là quý vị có sự khao khát đó. Tôi biết rằng chúng ta mong muốn rằng mình sống theo Chúa là mình sẽ được đắc thắng và mình sẽ giản dị. Nhưng mà dường như có một cái gì đó nó cản trở chúng ta và nó khiến cho chúng ta cảm thấy sợ hãi và không dám
tiến tới. Thì qua lời của Chúa buổi chiều nay, chúng ta sẽ thấy được rằng là cái báp têm Thánh Linh nó rất là quan trọng. Bởi vì nếu một tín hữu theo Chúa mà không kinh nghiệm báp têm Thánh Linh của Chúa thì tín hữu đó sẽ mãi là một tín hữu con đỏ mà thôi. Một tín hữu không có một cái mức độ được Thánh Linh của Chúa kiểm soát ở bên trong cũng như bên ngoài. Tín hữu đó có thể lúc trồi nhưng mà có lúc cũng sụt xuống. Có lúc thì thăng hoa với Chúa, cũng có lúc thì theo Chúa xa xa giống Phi Rơ. Và đây cũng là điều mà Giăng Báp-tít ông đã nói ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu số 10 về báp têm Thánh Linh như thế này. Tôi xin đọc Ma-thi-ơ đoạn 3 câu số 11. Về phần ta lấy nước mà làm phép báp têm cho các ngươi ăn năn, xong đấng đến sau ta có quyền phép hơn ta không đáng sách giày ngài, ấy là đấng sẽ làm phép báp têm cho các ngươi bằng Đức Thánh Linh và bằng lửa. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói với chúng ta rằng là Chúa Giê-xu ngài chính là đấng làm báp têm cho những người tin Chúa bằng Thánh Linh và bằng lửa. Không phải là mục sư hoặc là con người nào, nhưng mà chính Chúa Giê-xu Christ, ngài là ngôi thứ hai trong ba ngôi Đức Chúa Trời, ngài sẽ làm báp têm cho tất cả những người tin bằng Thánh Linh và bằng lửa. Cảm ơn Chúa. Như vậy thì ở trong Chúa Giê-xu chúng ta thấy rằng có những loại báp têm khác nhau. Nhưng mà ở trước mặt Đức Chúa Trời, đúng không mà chị em, thì chỉ có một báp têm mà thôi. Đúng không ạ? Chúng ta xem ở trong Ê-phê-sô đoạn số 4, chúng ta sẽ thấy được là sứ đồ Phao-lô nói rằng là trong Chúa thì chỉ có một báp têm mà thôi. Nhưng mà tại sao ở đây Kinh Thánh lại nói tới hai báp têm hoặc là ba báp têm? Ê-phê-sô đoạn 4 câu 4 trở đi. Chỉ có một thân thể, một Thánh Linh như anh em bởi chức phận mình đã được gọi đến một sự trông cậy mà thôi. Chỉ có một Chúa, một đức tin, một phép báp têm. Chỉ có một Đức Chúa Trời và một Cha của mọi người, ngài là trên cả mọi người, giữa mọi người và ở trong mọi người. Đây là một trong những cái điều mà các giáo hội trước đây họ thường hay tranh luận với nhau về việc báp têm Thánh Linh. Có giáo hội truyền thống họ cho rằng là chỉ có một báp têm thôi, giống như là của Chúa ở đây Phao-lô nói rằng là chỉ có một báp têm thôi, làm gì mà có chuyện báp têm bằng nước, báp têm bằng Thánh Linh. Cho nên là họ gộp chung lại với nhau là khi một người chịu báp têm bằng nước, sau khi tin nhận Chúa Jesus Christ chịu báp têm bằng nước thì lúc đó họ cũng đã nhận được báp têm Thánh Linh luôn. Cho nên những người tin vào trong cái quan điểm thần học như vậy đó thì họ chống đối báp têm Thánh Linh theo cái cách ngũ tuần, đó là báp têm Thánh Linh bằng tiếng lạ hoặc là bằng lửa giống như trong thời ngũ tuần của Kinh Thánh. Nhưng mà chúng ta thấy rằng là ở đây nếu mà chúng ta nghiên cứu sâu hơn vào trong gốc từ, đúng quý vị, thì chúng ta thấy rằng là Phao-lô ông không có ý nói về một phép báp têm duy nhất mà thôi. Nhưng mà ở trong những cái một này đó quý vị, chẳng hạn như là có một Đức Chúa Trời, một Cha của mọi người, thì Phao-lô đang nói rằng là không phải là Đức Chúa Trời có một ngôi, nhưng mà Đức Chúa Trời ngài có ba ngôi, đúng không ạ? Có một Cha, có một Con và một Đức Thánh Linh. Ba thân vị nhưng mà chỉ là một mà thôi, đúng không ạ? Rồi có một đức tin nữa, nhưng mà thật ra chúng ta thấy rằng là trong đức tin thì cũng có nhiều mức độ đức tin lắm, đúng không ạ? Có nhiều loại đức tin nữa, chứ không phải chỉ có một đức tin mà thôi. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời thì nó chỉ có một. Pháp báp têm cũng vậy nữa, quý mài cho em. Pháp báp têm thì có báp têm để chúng ta được ở trong Roma đoạn 6 có nói về những báp têm mà chúng ta được kết nạp vào trong thân thể của Chúa Jesus Christ. Chúng ta được báp têm để chúng ta được chết đi cái con người cũ của chúng ta. Rồi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 3 câu 11 vừa rồi thì chúng ta thấy rằng là có báp têm bằng Thánh Linh và bằng lửa. Cho nên là báp têm cũng có những loại báp têm khác nhau. Nhưng mà trước mặt Đức Chúa Trời thì chỉ có một mà thôi. Và chúng ta thấy rằng là đây là một trong những cái điều huyền nhiệm của Kinh Thánh. Cho nên khi chúng ta kinh nghiệm được thì chúng ta thấy rằng là wow, lời của Chúa tuyệt vời quá. Lời của Chúa tuyệt vời lắm quý mài chen. Nên nó không phải chỉ có một mà thôi. Nhưng mà khi chúng ta tin Chúa, chúng ta bắt đầu một cái hành trình để chúng ta đi qua từng giai đoạn khác nhau. Chứ không phải là chúng ta tin Chúa rồi chúng ta cứ ngồi mãi ở trên ghế nhà thờ, rồi chúng ta cứ mỗi sáng hoặc là mỗi chiều Chủ nhật mình đến đó mình nghe một sự giảng, rồi cái mình amen, xong cái mình sách Kinh Thánh, rồi mình về nhà, rồi chờ đến ngày Chủ nhật hôm sau mình lại đến, mình hát EA những bài thánh ca như vậy, rồi mình cũng amen, xong cái mình về. Cứ đến như vậy cuối đời cái mình về với Chúa, không có tăng trưởng, không lớn lên, không kết quả, không đưa một ai đến với Chúa hết. Nếu cuộc sống như vậy thì tôi thấy rằng là nó rất là chán, đúng không ạ?
Nhưng mà theo Chúa là một chặng hành trình viên mãn cho em. Nó có những cái thử thách, nó có những cái sóng gió, nó có những cái sự gọi là cắt trở cho con đường chúng ta theo Chúa. Để rồi chúng ta sẽ nhờ cậy Chúa và mặc lấy quyền năng của Chúa để mà chúng ta vượt thắng được những cái nan đề, những cắt trở đó. Tôi thấy rằng là có nhiều con cái Chúa, họ tin Chúa nhưng mà họ không có bất cứ một cái thử thách nào trong đời sống đức tin của họ hết. Từ lúc tin Chúa cho đến khi mà họ già lớn tuổi rồi, họ nói rằng là mục sư ơi, tôi chưa bao giờ tôi trải qua thử thách hết, chưa bao giờ gặp khó khăn, giống như là được sinh ra trong cái trứng nước vậy đó, sướng từ nhỏ, chưa bao giờ bị bắt bớ, chưa bao giờ bị ai nói xấu, nói hành, nói vu hết. Và tôi nói rằng là đúng rồi, anh chị cũng may mắn hơn những người khác, nhưng mà tôi cũng khá là buồn cho anh chị, bởi vì anh chị đã bỏ lỡ cái cơ hội để được kết quả cho Chúa. Bởi vì nếu cuộc đời theo Chúa mà chúng ta không có gặp những trắc trở, những gian truân, những khó khăn, thử thách, thậm chí là những sự tấn công của ma quỷ, thì đức tin của chúng ta sẽ không bao giờ lớn lên được quý mài cha. Chúng ta nhìn thấy con của mình từ khi mà nó được sinh ra cho đến khi mà nó nên người, quý vị cũng thấy nó có nhiều cái sự trắc trở đúng không ạ? Nó có nhiều khó khăn lắm. Không ai sinh ra trên đời này mà sung sướng từ bé cho đến lớn cả quý mài cha em. Nó có nhiều cái trắc trở, nhưng mà chính những trắc trở đó khiến cuộc đời của nó càng đi lên và nó càng được trưởng thành hơn. Cũng vậy, để chúng ta được lớn lên ở trong Chúa thì chúng ta cần phải trải qua những khó khăn thử thách. Nhưng mà để chúng ta có thể vượt qua được những khó khăn thử thách một cách xuất sắc, một cách đắc thắng, vinh hiển cho Chúa Giêsu Christ của chúng ta, thì chúng ta cần phải được kinh nghiệm báp têm Thánh Linh, hay là chúng ta phải được đầy dẫy Đức Thánh Linh, giống như Phi-rơ đã từng kinh nghiệm được. Quý mài cho em, Phi-rơ đã đối diện với cái sự thử thách, nhưng mà sau đó ông đã thất bại và ông đã chối Chúa 3 lần. Các môn đồ khác cũng vậy nữa, họ đã không đắc thắng được cái thử thách đó. Cho nên Chúa Giêsu Ngài đã dự bị trước cho họ có một cái kinh nghiệm khác lớn lao hơn, quyền năng hơn, để họ được thay đổi. Họ sẽ trở thành những chứng nhân hiệu quả cho vương quốc của Đức Chúa Trời. Họ không còn là những người chối Chúa nữa. Và đó là lễ ngũ tuần ở trên phòng cao. Lễ ngũ tuần đó là ngày lễ được tính vào ngày thứ 50 kể từ ngày lễ vượt qua của dân Do Thái. Và Chúa Giêsu bị ống đinh vào ngày lễ vượt qua. Sau khi mà Ngài đã chịu chết rồi Ngài sống lại. Rồi Ngài ở với các môn đồ 40 ngày. Để mà nói về nước Đức Chúa Trời. Thì sau 40 ngày đó Chúa Giêsu Ngài thăng thiên về trời. Và các môn đồ bắt đầu họ cầu nguyện, họ tìm kiếm Chúa ở trên phòng cao. Trong 10 ngày. Và đến đúng cái ngày lễ ngũ tuần, tức là sau 10 ngày đó, thì Thánh Linh của Chúa đã được đổ xuống ở trong ngày lễ ngũ tuần. Tức là tổng cộng là thời gian đó là 50 ngày. Chúng thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài chịu chết ở trong lễ vượt qua. Rồi sau đó Ngài sống lại ngay lễ hoa quả đầu mùa. Rồi Ngài thăng thiên. Rồi Ngài đã đổ Thánh Linh của Ngài xuống ở trên các sứ đồ. Đây là những cái điều làm ứng nghiệm những cái kỳ lễ ở trong thời cựu ước của Kinh Thánh. Và chúng ta thấy rằng là khi mà Thánh Linh của Chúa đổ xuống ở trên phòng cao, thì các môn đồ họ đã được nói những ngôn ngữ ngoại quốc. Đến nỗi mà những người ở tại Jerusalem họ bắt đầu họ nghe cái tiếng đó và họ đã chạy đến. Chúng ta thấy rằng là cái thời điểm đó đó, các môn đồ họ đã cầu nguyện một cái mức độ rất là lớn. Tức là cả cái thành phố lúc bây giờ họ nghe được cái lời cầu nguyện của các sứ đồ quyên mà chè. Quý vị hình dung với tôi nha, giả sử chúng ta nhóm tại đây 120 người và chúng ta cầu nguyện làm sao mà cả cái phường này, cả một cái khu phố này họ kéo đến trước nhà chúng ta. Không phải là cầu nguyện bình thường đâu, đúng không ạ? Cầu nguyện mà la làng la xóm lên á, người ta tưởng cái chuyện gì, tưởng mấy cái tụi này nó bạo loạn hay cái gì đây. Mà đây không phải là một phường một xã nha quý vị nha, đây là cả một thành phố, cả một thành phố, cả gần 10.000 người hơn nữa. Họ tập trung lại trước nhà của các sứ đồ và họ hỏi xem có chuyện gì đây vậy. Không biết là mấy ông này ông uống xỉn quá, ông say rượu hay sao đó, mà ông nói lung tung cả. Người thì nói tiếng Bạc Thê, người thì nói tiếng Medi, Elamit, Mesopotami, Jude, Cappadoc, Bông Asi. Quá nhiều thứ tiếng lắm quý mài chèm. Và các sứ đồ, các môn đồ họ đã có thể nói được những cái tiếng ngoại quốc như vậy. Và ai ai cũng đều
rất là sợ hãi, không biết cái chuyện gì xảy ra hết. Và cảm ơn Chúa, cái điều mà chúng ta thấy được là những người Giu-đa, theo đạo Giu-đa, những người đó họ nghe các môn đồ nói những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Tuyệt vời không quý mà chị em. Họ không phải là nói cái tiếng của quỷ, hoặc là nói cái tiếng gì đó mà tào lao, hoặc là nói ra những cái gì nó tầm thường, hư không của đời này. Nhưng mà họ nói ra những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Vậy thì tiếng lạ của Đức Chúa Trời ban cho dân sự của Chúa trong ngày lễ ngũ tuần, đó là một cái thứ tiếng lạ để giúp cho người ta có thể tôn cao Đức Chúa Trời của chúng ta. Amen. Chúa không bao giờ ban cho chúng ta một cái gì đó để rồi chúng ta mất đi cái sự tin kính, hoặc là chúng ta trở thành một cái sự chê cười cho người khác. Nhưng tạ ơn Chúa, mọi người họ có thể nghe và hiểu được cái thứ tiếng mà các môn đồ họ đã nói, và họ nghe những sự cao trọng của Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là cái ngôn ngữ tiếng lạ mà Chúa ban cho, đó là một cái ngôn ngữ rất là trong sạch, thánh khiết. Một người đầy dẫy Đức Thánh Linh sẽ luôn là một người sống theo ý muốn của Chúa, có ơn tứ và quyền năng ở trong việc rao giảng về Chúa Giêsu cho mọi người xung quanh. Môi lưỡi của họ sẽ không còn là nơi tập trung của những điều ác, tức là họ không còn nói dối, không còn nói hành, không còn nói tục, nói dối và chia rẽ, nói lời kiêu ngạo, những lời đáng xét, những lời bắt bẻ, móc họng người khác, hoặc là cãi cọ tranh cành với người khác nữa. Nhưng mà họ sẽ luôn nói không thôi về sự cao trọng của Đức Chúa Trời, tức là tình yêu thương, lòng thương xót và ơn cứu rỗi của Chúa Giêsu. Lời nói của một người được đầy dẫy Đức Linh sẽ sanh ra sự khích lệ, sự vui mừng gây dựng và làm sáng danh Đức Chúa Trời. Cho nên chúng ta thấy rằng là bông trái của Thánh Linh của Chúa bày tỏ ra rất là lớn qua những ân tứ đó. Và chúng ta thấy rằng là khi mà Thánh Linh của Chúa ban cho chúng ta một ân tứ thì chúng ta sẽ luôn luôn có một cái sự hoạt động cách đúng đắn để cho Chúa được vinh hiển cho đời sống của chúng ta. Và chúng ta cũng hay lưu ý điều này, đó là chúng ta cần phải giữ đời sống của chúng ta luôn ở trong cái sự trong sạch và công chính của Chúa. Tức là khi chúng ta đã được Chúa ngài cho chúng ta ân tứ Thánh Linh rồi thì đừng bao giờ làm ô danh Chúa qua lời nói của mình, hoặc là những cái bông trái không thánh khiết ở trong đời sống của mình. Tôi nghe rất là nhiều điều mà người ta đã từng nói xấu những người được báp têm Thánh Linh rồi được nói tiếng lạ hoặc là chữa lành đuổi quỷ. Người ta nói, ôi mấy cái thằng đó mở miệng ra thú quắc, ôi mấy cái thằng đó nó nói cái gì đâu khó nghe. Tôi cảm thấy đau lòng vô cùng quý mà cha. Ân tứ là đến từ Đức Chúa Trời, nhưng mà sử dụng đúng đắn hay không, sử dụng như thế nào, đó là chuyện của con người. Có những người họ chưa hiểu, chưa kinh nghiệm được, họ chỉ nhìn vào trong những cái người mà họ thấy được ở quý mài trang, thế là họ bị vấp phạm. Họ nói mấy người ân tứ này, nhìn vô cái gia đình thấy ghê, mở miệng ra nói xấu người này, nói xấu người khác. Quý mài trang ơi, đừng nên như vậy, bởi vì có những người họ sẽ quan sát đời sống của chúng ta quý mài trang. Lời nói của chúng ta, xin Chúa ngài cho chúng ta có một sự tôn cao Chúa. Thà chúng ta không có ân tứ thì thôi, chúng ta không nói tiếng lạ, chúng ta không đặt tay chữa lành đủ quỷ ai hết, chúng ta tin Chúa đi nhà thờ, không ai nói gì chúng ta hết. Nhưng khi chúng ta đã được báp têm Thánh Linh của Chúa, được có ân tứ quyền năng của Chúa, thì quý vị ơi, giống như là chúng ta được mặc lấy một cái chiếc áo vinh hiển của Chúa Giêsu trên đời sống của mình, thì chúng ta sẽ rất là cẩn thận để cho danh Chúa được vinh hiển cho đời sống của chúng ta. Ở trong Mác đoạn 16 câu 17 cho đến 18, lời của Chúa nói thế này: vậy những cái tin sẽ được các dấu lạ này, lấy danh ta mà trừ quỷ, dùng tiếng mới mà nói. Không phải dùng tiếng cũ nữa quý vị nha, dùng tiếng mới mà nói. Bắt rắn trong tay, nếu không giống chỉ độc cũng chẳng hại gì, hãy ra tay chơi cái đau thì cái đau sẽ lành. Cảm ơn Chúa. Những người tin Chúa sẽ có một cái thứ tiếng mới để họ nói. Tôi tin rằng là một người thật sự được tái sanh, được báp têm Thánh Linh của Chúa, được đổ đầy Thánh Linh của ngài, thì người đó sẽ có một cái ngôn ngữ mới. Trước đây có thể mở miệng ra là nói tiếng Đan Mạch hoặc là nói tục chữ thê. Tiếng Việt thì nói không bao nhiêu, xin lỗi, tiếng Anh thì nói không bao nhiêu hết, nhưng mà tiếng Đan Mạch thì nói như gió. Xin Chúa ngài thay đổi để chúng ta không còn nói tiếng Đan Mạch nữa, nhưng mà chúng ta sẽ nói tiếng lạ, chúng ta sẽ nói tiếng của Thiên Đàng. Amen không quý mà chị em.
Xin Chúa ngài bắp tem cho cái môi miệng của chúng ta, môi lưỡi của chúng ta được nói ra những lời thanh sạch và thanh tao của Chúa của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Có hai loại tiếng lạ của Kinh Thánh mà chúng ta nên hiểu ở đây. Tại vì có những cái sự gọi là tranh luận về việc nói tiếng lạ. Có người cho rằng là tiếng lạ của Kinh Thánh á, thì nó không còn ngày hôm nay nữa. Hoặc là chúng ta có một số người họ tin rằng tiếng lạ vẫn còn, nhưng mà họ không tin rằng là trong hội thánh tất cả mọi người đều có thể nói tiếng lạ. Thì theo như cái điều mà tôi nghiên cứu ở đây, thì tôi thấy rằng là Kinh Thánh cho biết có hai loại tiếng lạ. Loại tiếng lạ thứ nhất đó là loại tiếng của một ngôn ngữ nào đó mà chúng ta có thể chưa từng học trước đây. Kinh Thánh dùng cái từ đó là từ tiếng ngoại quốc. Tiếng ngoại quốc. Tức là khi chúng ta cầu nguyện tiếng lạ bằng tiếng ngoại quốc đó quý vị, thì có thể chúng ta đang nói hoặc là chúng ta đang cầu nguyện trong một cái ngôn ngữ của một cái thổ dân nào đó hoặc là một sắc dân nào đó rất là xa xôi với chúng ta, mà có thể chúng ta trước đây chúng ta chưa hề biết họ hoặc là chưa bao giờ học qua cái ngôn ngữ đó. Như tôi trước đây tôi có làm chứng cho những anh chị em trong trường thánh đó là có khi tôi cầu nguyện kế bên một mục sư, ông là mục sư Lý cũng ở Lộc Giang gần đây, thì ông là một người hoàn toàn không biết gì về tiếng Anh hết. Nhưng mà khi tôi đang cầu nguyện, kiêng ăn cầu nguyện kế bên cạnh ông á, ở trong phòng nhóm, thì tôi nghe ông nói tiếng Anh. Một tràng tiếng Anh luôn quý vị. Nhưng mà để ý đó là hãy cứu người, hãy cứu người ra khỏi quả ngục, hãy truyền giáo, hãy truyền bá tiếng lành của Chúa, đưa nhiều người trở lại với Chúa. Ông nói một tràng luôn quý mài cha. Tôi nghe rất là rõ bằng tiếng Anh. Và lúc đó tôi không dám mở mắt ra tôi xem coi phải ông nói không, nhưng mà rõ ràng là ông ngồi kế bên cạnh tôi. Và sau đó thì chúng tôi cầu nguyện tiếng lạ xong thì tôi nói rằng là hồi nãy mục sư Lý có nói tiếng Anh, và tôi xin phép được dịch ra cho mọi người biết rằng là chúng ta cần phải tiếp tục đẩy mạnh truyền giáo để đưa dắt nhiều người trở lại với Chúa. Và tôi tin rằng là lúc đó ân tứ Thánh Linh của Chúa, tức là ân tứ nói tiếng lạ, đang vận hành qua tôi tớ của Chúa. Và người đó chưa hề học về tiếng Anh gì quý mài chàng, chỉ biết tiếng Campuchia thôi, bởi vì ông là gốc người Campuchia. Tạ ơn Chúa. Đó là cái điều đầu tiên mà tôi thấy tận mắt ở trong hội thánh của mình. Một người hoàn toàn không biết gì về ngoại ngữ, nhưng mà đã được Chúa ngài ban cho cái ơn nói tiếng ngoại quốc. Và khi mà một người nói tiếng ngoại quốc thì người đó nói trong hội thánh thì cần phải có người thông giải hay là người thông dịch. Cái ngôn ngữ này, tức là người nói có thể không hiểu được, nhưng cái người nghe ở trong hội thánh họ cần phải hiểu, bởi vì nó là một cái sứ điệp. Bây giờ nếu mà cái người đó nói tiếng lạ, nói tiếng ngoại quốc mà mọi người khác không hiểu thì nó sẽ không có sự gây dựng, cho nên bắt buộc phải có một người thông giải. Như trường hợp vừa rồi thì tôi là một người hiểu được tiếng Anh và tôi nói ra cái ngôn ngữ tiếng Anh đó. Nhưng mà có những người họ nghe một cái ngôn ngữ ngoại quốc hoàn toàn khác biệt, nhưng mà họ bắt đầu họ dịch cái ngôn ngữ đó theo như cái sự mặc khải, sự bày tỏ của Đức Thánh Linh, thì cái chuyện đó thì có. Và cho dù rằng là bây giờ cái người đó cầu nguyện trong một ngôn ngữ tiếng ngoại quốc hoặc là một cái ngôn ngữ mà không một người nào hiểu được, thì chúng ta biết rằng là Đức Chúa Trời ngài ban cho ân tứ đó thì ngài cũng sẽ cho ân tứ thông giải. Tức là ngài ban cho ân tứ nói tiếng lạ thì ngài cũng sẽ cho ân tứ thông giải để cho hội thánh của Chúa được gây dựng. Bởi vì nếu mà chúng ta nói bông lông mà chúng ta không có một cái sự thông giải đó, thì người ta sẽ không hiểu được là cái người kia nói cái gì. Chúng ta xem ở trong sách Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 14. Cô-rinh-tô nhất đoạn số 14 câu số 6. Lời của Chúa nói thế này: hỡi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em, nói các thứ tiếng lạ mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kính nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Ở đây Phao-lô ông nói rằng là nếu mà tôi đến cùng với anh chị em mà tôi nói tiếng lạ, các thứ tiếng lạ nha, ở đây ông nói với một cái cụm từ đó là các thứ tiếng lạ, chứ không phải chỉ một thứ tiếng lạ đâu quý vị, có nhiều thứ tiếng lạ nữa. Mà lời nói của ông, thứ nhất không tỏ sự kinh nghiệm, thứ hai không có sự thông biết, thứ ba chẳng có lời tiên tri, thứ tư chẳng có sự khuyên dạy, thì cái tiếng lạ đó không ích lợi gì hết. Như vậy thì qua đây chúng ta hiểu được một điều rằng là Phao-lô đang hàm ý cho chúng ta rằng nói tiếng lạ hay là cầu nguyện tiếng lạ ở trong hội thánh, nó sẽ giúp cho chúng ta có được bốn điều này. Thứ nhất, đó là có sự bày tỏ về sự kinh nghiệm. Thứ hai, đó là có cái sự thông biết.
Tức là chúng ta sẽ nhận được một cái sự bày tỏ nào đó về lời của Chúa, hoặc là chúng ta sẽ nhận được cái giải pháp cho nan đề mà chúng ta đang đối diện là như thế nào. Khi chúng ta cầu nguyện trong tiếng lạ, trong thánh linh của Chúa, thì Chúa ngài sẽ cho chúng ta thấy được có những cái chuyện xảy ra trong quá khứ, hoặc là trong hiện tại, hoặc là sẽ xảy ra ở trong tương lai, để cho chúng ta có được một cái đời sống kết quả, và chúng ta sẽ đắc thắng vượt qua được cái nan đề nghịch cảnh của chúng ta. Rồi cũng có thể có lời tiên tri nữa khi chúng ta nói tiếng lạ nữa quý mài chứ. Và có cái sự khuyên dỗ, khuyên dạy. Cho nên tiếng lạ rất ít lời đúng không ạ? Nếu mà chúng ta cầu nguyện và chúng ta có ơn thông giải, có người thông giải đó, thì nó sẽ tạo ra một cái bầu không khí thuộc linh rất là tuyệt vời. Có lời tiên tri, có sự bày tỏ, và cũng như có quyền năng của Chúa ở trong buổi nhóm. Và khi mà một người họ nói tiếng lạ theo cái tiếng ngữ quốc này thì chỉ có nên 2 hoặc là 3 người nói mà thôi. Ở trong câu 27, Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 27, ông Phao-lô nói thế này: ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên 2 hoặc 3 người là cùng, mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có một người thông giải. Tức là khi mà nói tiếng lạ trong tiếng ngữ quốc, hoặc là mình nói tiếng lạ mà không ai hiểu hết, nhưng mà cái người đó nói ở trong một cái sự sức dầu của Chúa, như là một thông điệp được ban ra, thì cái thông điệp đó cần phải được thông giải. Không phải là cầu nguyện tiếng lạ nha quý vị nghe, nhưng mà đây là một cái thông điệp. Tự nhiên Chúa Thánh Linh hành động và khiến cho cái người nào đó ở trong hội thánh đứng bật dậy, và cái người đó sổ một trang tiếng lạ. Và sau đó cũng có một người được Chúa sức dầu để mà giải nghĩa là cái tiếng lạ đó là gì. Và nó trở thành một cái sứ điệp mang tính tiên tri, đem đến sự chữa lành và khích lệ cho mọi người. Và đây được gọi là cái chức vụ. Nó dường như là một cái chức vụ để nói tiếng lạ. Ở trong Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 12, Cô-rinh-tô nhất đoạn số 12 câu 28 cho đến câu số 30, lời của Chúa nói thế này: Đức Chúa Trời đã lập trong hội thánh thứ nhất là sứ đồ, thứ nhì là đấng tiên tri, thứ ba là thầy giáo, kế đến kẻ làm phép lạ, rồi kẻ được ơn chữa bệnh, cứu giúp, cai quản, nói các thứ tiếng. Có phải cả thảy là sứ đồ sao? Cả thảy là tiên tri sao? Cả thảy là thầy giáo sao? Cả thảy đều làm phép lạ sao? Cả thảy đều được ơn chữa bệnh sao? Cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Cả thảy đều thông giải tiếng lạ sao? Ở đây sứ đồ Phao-lô ông đang nói về những chức vụ mà Chúa ngài thiết lập ở trong hội thánh, chứ không phải là ông đang nói về những ân tứ thánh linh của Chúa. Cho nên có một số học giả kinh thánh họ đã vội vã để mà nói rằng là ân tứ tiếng lạ là không dành cho tất cả mọi người, theo như là câu 30 nói đây, cả thảy đều nói tiếng lạ sao? Họ chỉ vào trong những hội thánh ân tứ, họ nói ô hội thánh ân tứ đây tất cả mọi người đều nói tiếng lạ hết, như vậy là đây sai rồi, bởi vì lời Chúa nói là không phải tất cả mọi người đều nói tiếng lạ. Nhưng mà chúng ta phải nhớ một điều rằng là cái mạch văn ở đây đó quý vị, chúng ta muốn dạy nghi kinh thánh đúng á, chúng ta cần phải xem thượng văn và hạ văn nó đang nói về cái gì. Phao-lô ông đang nói về chức vụ, chức vụ, chứ không phải đang nói về ân tứ thánh linh của Chúa. Nếu mà nói về ân tứ thánh linh của Chúa thì Phao-lô ông nói rằng là tôi mong ước rằng anh chị em đều nói tiếng lạ nhiều hơn nữa, đúng không? Ông khao khát mọi người được nói tiếng lạ nhiều hơn nữa. Đây, ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 5, phần A, ông nói rằng là tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả. Quý vị thấy không ạ? Ân tứ thánh linh thì được ban cho tất cả mọi người, nhưng mà chức vụ của Chúa thì chỉ dành cho một số người được chỉ định mà thôi. Và trong đó có chức vụ nói tiếng lạ. Có những người họ có cái chức vụ đặc biệt lắm quý mà cho em. Chẳng hạn họ đi qua một quốc gia nào đó mà họ không biết cái tiếng của xứ sở đó, và Chúa cho họ có thể nói tiếng lạ. Ở trong một cái thời gian ngắn nào đó họ đi truyền giáo, và họ đã có thể đưa được nhiều người trở lại với Chúa qua cái tiếng lạ đó. Và bản thân họ cũng không có biết hoặc là không có học về cái ngôn ngữ ngoại quốc đó. Đó là cái chức vụ nói tiếng lạ. Hoặc là có những người họ chỉ tham dự một cái chương trình bồi linh nào đó ở trong một cái hội nghị bồi linh ở nước ngoài. Họ không biết tiếng nước ngoài nhưng mà họ cầu nguyện cùng với người ta và người ta nghe cái người đó đang nói tiếng bản xứ của mình. Thì đó gọi là một cái chức vụ nói tiếng lạ. Tức là người đó đang ở trong một cái sự sức dầu của Chúa để có thể nói tiếng lạ ở những nơi hoặc là ở những cái xứ sở ngoại bang mà mình đi đến để mà truyền giáo hoặc là làm công việc của Chúa. Còn đa phần những con cái Chúa ở trong hội thánh thì chúng ta có quyền nói tiếng lạ. Và chúng ta nói ở trong cái tiếng lạ này là tiếng lạ loại thứ hai, đó là cầu nguyện tiếng lạ. Hồi nãy chúng ta nói về loại tiếng lạ thứ nhất, đó là tiếng lạ của tiếng ngữ quốc đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về loại tiếng lạ thứ hai, đó là tiếng lạ mà không ai hiểu được
Tiếng lạ này được dùng trong sự cầu nguyện và không cần ai hiểu hoặc là thông giải. Ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu số 2, sứ đồ Phao-lô đã nói thế này: vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Quý vị thấy không ạ? Ở đây Phao-lô nói rằng là cái lời cầu nguyện này, cái tiếng lạ này đó, thì không cần ai hiểu hết, không cần ai thông giải hết, bởi vì người đó đang nói chuyện và tương giao với Đức Chúa Trời ở trong tâm linh người đó. Và tiếng lạ này được dùng để mà chúng ta cầu nguyện và gây dựng lấy mình. Ở trong câu 4 thì ông nói rằng là kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Như vậy thì khi mà chúng ta dùng tiếng lạ để chúng ta cầu nguyện với Đức Chúa Trời, thì lúc đó chúng ta đang tự gây dựng lấy mình. Cái từ gây dựng ở đây nó có gốc cái từ đó là chúng ta đang sạc pin cho cái tâm linh của chúng ta. Có những khi chúng ta cảm thấy mệt mỏi yếu đuối, chúng ta cảm thấy mình không thể bước đi nổi theo Chúa, mình không có sức để mình vượt qua được cái nan đề mà chúng ta đang đối diện. Chúng ta cảm thấy căng thẳng và chúng ta dường như là muốn nổ tung bởi vì có cái nan đề quá lớn. Có thể nợ dí, có thể là tiền nhà dí, rồi những áp lực khác về tài chính, kinh tế, công ăn, việc làm, rồi các mối quan hệ dường như là nó đang bị khủng hoảng. Thì lúc đó chúng ta rất là cần để mình cầu nguyện tiếng lạ quý mà cha. Tại vì nếu mà chúng ta cái lúc mà khủng hoảng như vậy đó, kêu chúng ta quỳ gối cầu nguyện bằng tiếng Việt đó, chúng ta không có đủ cái gọi là cái lời hoặc là đủ cái sự tập trung để chúng ta có thể nói hoặc là chúng ta cầu nguyện với Chúa một cách tự nhiên được. Đúng không quý mà cha? Khi chúng ta bị nan đề dồn dập nó tới tấp đến với chúng ta, không còn tâm trí đâu để mà nghĩ ra cái lời nào để cầu nguyện với Chúa được. Nhưng mà lúc đó chúng ta có thể cầu nguyện tiếng lạ. Chúng ta có thể cầu nguyện tiếng lạ. Có nhiều khi tôi không biết mình phải cầu nguyện cái điều gì cho xứng đáng nữa. Và thế là tôi cầu nguyện với Chúa trong những cái đêm tối. Nhiều khi 2-3 giờ sáng tôi vẫn quỳ gối với Chúa. Vợ tôi nói: anh ơi, khuya rồi, ngày mai mình còn đi giảng nữa, anh ngủ sớm đi. Nhưng mà tôi vẫn cứ ở dưới phòng và tôi cầu nguyện với Chúa. Nhiều khi cứ ban đêm tôi cứ tôi cầu nguyện liên tục như vậy. Và cảm ơn Chúa, tôi cảm nhận cái gánh nặng ở trong lòng của tôi nó nhẹ dần đi. Và tôi có thể đi ngủ bình an. Và sáng hôm sau tôi thức dậy, tôi vẫn thấy mình có sức mới của Chúa ban cho để mình có thể tiếp tục bước đi. Và cái áp lực nó không còn nữa quý mà cha. Những khi mà nan đề nó tới đó quý vị, thì chúng ta không thể cảm nhận được bằng cái xác thịt của mình đâu, nhưng mình có thể cảm nhận được bằng tâm linh của mình. Có những đêm tôi cảm thấy mình không ngủ được, tôi cảm thấy mình cầu nguyện tiếng Việt đó, tiếng mẹ đẻ của mình á, mình bị hạn chế lắm. Thậm chí là mình cũng không muốn cầu nguyện luôn quý vị. Tức là những khi mà sứ giả của địa ngục đó, tới sát bên cạnh mình á, mình cảm thấy mình giống như là một con người mình gọi là bị vô hiệu hóa đó. Giống như là Messi mà bị hai thằng hậu vệ đứng kế bên mà nó kèm, nó không cho mình sút đó. Giống như vậy đó quý vị. Tức là mình không có di chuyển ở đâu được hết á. Mình cảm thấy mình muốn bỏ cuộc, mình cảm thấy mình muốn thôi mình đi ngủ cho xong đi, chứ không cầu nguyện nổi. Nhưng mà những lúc đó tôi đã kinh nghiệm sự thắng của Chúa qua cầu nguyện tiếng lạ quý mà cha. Cứ cầu nguyện tiếng lạ quý mà cha. Cầu nguyện khoảng chừng tầm nửa tiếng hoặc là một tiếng. Ở đây tôi không quy định giờ thời gian cho quý vị. Nhưng mà theo cá nhân tôi đó, thì tôi cầu nguyện khoảng chừng tầm nửa tiếng cho đến một tiếng là tôi thấy đủ rồi. Và Chúa Giêsu Ngài đã từng cầu nguyện một tiếng đồng hồ trong vườn Gethsemane đúng không ạ? Chúa Giêsu Ngài nói rằng là các ngươi không thức được với ta trong một giờ sao? Tức là trong một giờ đó Chúa đã chiến đấu, Chúa đã cầu nguyện và Chúa được thêm sức trong một giờ đó. Cho nên là cái thời gian để chúng ta có thể cầu nguyện mà để vượt thắng được những áp lực nan đề trong đời sống của chúng ta, đó là khoảng một tiếng đổ lại. Rồi có những khi mà chúng ta bế tắc quá, nợ dí quá, tôi khích lệ quý vị cầu nguyện hơn một tiếng. Cầu nguyện hơn một tiếng nha. Hoặc là kiên ăn cầu nguyện luôn quý vị. Và trong cái chỗ kiên ăn cầu nguyện thì chúng ta sẽ thấy được quyền năng của Chúa. Có những nan đề mà không con người nào cứu chúng ta nổi quý mà cha. Nợ tới mấy chục tỷ làm sao ai có tiền cho chúng ta mượn được. Thậm chí mình ra ngân hàng mình mượn, ngân hàng cũng không có tiền để cho chúng ta mượn nữa quý vị. Quý vị thấy lạ không? Ngân hàng nhà nước mà đôi khi cũng không có tiền mấy chục tỷ để cho người dân mượn nữa. Bây giờ ai cứu được mình đây quý mà cho em? Chỉ có Chúa thôi. Cho nên tôi khích lệ quý vị, chúng ta chịu khó một chút, kiên ăn đói một chút vài ngày thôi, nhưng mà chúng ta sẽ thấy được cái câu trả lời của Chúa rất là xứng đáng trên đời sống của chúng ta. Tôi đã từng
đến cái chỗ là bị gọi là nợ dí. Nhưng mà Chúa Ngài đã gỡ cho tôi. Có thể đối với những anh chị em mà có điều kiện đó, mấy chục triệu đó là chuyện bình thường. Nhưng mà riêng đối với tôi, vợ chồng chúng tôi, người hầu vị Chúa không lương đó, mấy chục triệu đối với chúng tôi đó là con số rất là lớn. Và chúng tôi phải kiêng ăn cầu nguyện, tìm kiếm Chúa, thậm chí là phải thức khuya để cầu nguyện với Chúa. Và tôi đã kinh nghiệm được sự giải cứu của Chúa trong vấn đề tài chánh nợ nần. Cho nên tôi mới có thể khích lệ quý mài cho em, chúng ta cần phải chiến đấu ở trong thuộc linh. Bởi vì cái thuộc linh nó quan trọng hơn thuộc thể quý mài cho em. Thuộc linh nó quan trọng hơn thuộc thể. Tôi thấy rằng là có những khi á, con cái Chúa đối diện với cái nợ nần đó mà chúng ta không cầu nguyện đủ đó, cái áp lực đó nó khiến cho chúng ta dễ bỏ cuộc lắm, đi không nổi luôn, thậm chí là mà máu lên rồi huyết áp nó tăng lên quý vị, thật sự luôn quý vị. Tôi phải cầu nguyện gấp, cầu nguyện xong cái là người đó tỉnh dậy, huyết áp nó hạ xuống, nhìn giống như giả bộ vậy đó. Nhưng mà đây là một cái điều ở trong thuộc linh mà tôi nhìn thấy, đó là nếu chúng ta không có cái mức độ thuộc linh đủ mạnh mẽ, năng đề và ma quỷ nó sẽ đè bẹp chúng ta. Có những người tôi cầu nguyện cho họ, ngay lập tức họ được lành liền. Còn trước đó họ xìu xìu họ đi không nổi, mục sư ơi, trong mặt qua mục sư ơi, bây giờ nợ nó dí rồi, tới ngày trả lãi rồi mục sư ơi. Trả lãi thí dụ một tháng trả được mấy trăm triệu, mấy trăm ngàn thấy ok ha, mấy triệu ok, mấy chục triệu thấy căng rồi nha. Tôi đã cầu nguyện cho người bị nợ tới 600 triệu, lãi đó, lãi một tháng phải trả 600 triệu tiền lãi. Quý vị thấy khủng khiếp không? Chưa có biết là nợ bao nhiêu nhưng mà một tháng là phải trả tiền lãi 600 triệu. Bây giờ mục sư ơi, bây giờ em không biết tiền ở đâu để đắp qua kia, đi quay qua về lại không biết ở đâu hết. Bây giờ muốn xỉu luôn á. Tôi nghe tôi mà nhìn em một hồi là tôi cũng muốn xỉu theo em luôn. Thôi bây giờ mình cầu nguyện đi. Cảm ơn Chúa, cầu nguyện xong là tỉnh quý mang cho em. Và cảm thấy cuộc đời bắt đầu, cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Còn trước khi cầu nguyện á là không muốn sống nổi luôn quý vị. Điện thoại reo rồi người này kia reo. Đấy là cái điều có thật. Và tôi thấy rằng là quyền năng của Chúa rất lớn quý mài cha. Cho nên tầm quan trọng của sự cầu nguyện tiếng lạ nó rất là lớn ở trong đời sống của những người tin theo Chúa. Có thể khi mà cuộc sống của chúng ta bình thường á, mình còn ngồi trên ghế nhà thờ an ổn quý vị, mình thấy mấy cái chuyện này mục sư giảng cho ai đó chứ tôi làm sao mà tôi phải đến cái chỗ như vậy. Quý vị ơi đừng coi thường, mình đâu có biết ngày mai như thế nào đâu, đúng không ạ? Hôm nay có thể đang giàu đó, nhưng qua ngày mai mình lại trở thành con nợ, đúng không? Bây giờ đang ở nhà lầu cao cửa rộng đó, nhưng mà có thể ngày mai phải ra đường đó quý vị. Mình không biết trước được ngày mai có gì hết. Và những lúc như vậy, tôi khích lệ quý vị đừng buông xuôi, nhưng mà hãy tiếp tục nhìn xem Chúa và áp dụng lời của Chúa. Hãy cầu nguyện nhiều vào. Amen. Hãy nhiều cầu nguyện nhiều vào, nhất là cầu nguyện bằng tiếng lạ. Tiếng lạ là một ân tứ đến từ Đức Thánh Linh, và mọi ân tứ mà Đức Thánh Linh ban cho đều rất quan trọng và cần thiết. Mọi người chúng ta nên xin Chúa ban cho mọi ân tứ. Và người tin Chúa thật, không ai chống lại ân tứ Chúa ban hết. Chúa cho ân tứ nào thì cần vui mừng và quý trọng ân tứ đó, nhưng mà chúng ta cần phải sử dụng đúng theo ý muốn và cách hướng dẫn của Chúa trong Kinh Thánh. Nếu không, ma quỷ sẽ nhân dịp mà làm cho hội thánh rối loạn, và người ngoài sẽ hoảng sợ bị vấp phạm và xa lánh hội thánh của Chúa. Như vậy thì khi chúng ta sử dụng ân tứ thánh linh của Chúa, chúng ta sẽ thấy được cái phước hạnh ở trong đời sống của chúng ta, và ma quỷ sẽ bị đánh bại qua những ân tứ mà Chúa ban chúng ta. Nhưng mà chúng ta cần phải sử dụng một cách khôn ngoan, đúng đắn, theo đúng lời của Chúa, để cho người ta không có phê phán hoặc là không có chống đối ân tứ thánh linh của Chúa. Ngày hôm nay có nhiều trường hợp bị nói xấu hoặc là bị nhào báng bởi vì cớ chúng ta nhận ân tứ thánh linh của Chúa, là bởi vì cớ đời sống của chúng ta chưa có xứng hiệp với Kinh Thánh. Cho nên có nhiều người họ đã mượn gió bẻ măng và họ nói rằng là những người nói tiếng lạ là tà giáo. Nhưng mà chúng ta phải biết rằng là ân tứ nói tiếng lạ là một ân tứ chúng ta cần phải khuyến khích để nói trong hội thánh của Chúa nhiều hơn.
Phaolô ông không viết Côrintô nhất đoạn 14 để ân tứ nói tiếng lạ phải bị dập tắt đi hoặc là không được nói đến ở trong hội thánh nữa. Nhưng mà ông đã nói thế này ở trong cuối đoạn 14. Côrintô nhất đoạn 14 câu số 39 cho đến 40. Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Ở đây Phaolô nói rằng là chúng ta đừng có ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ hết quý mà cha. Ngày hôm nay ân tứ nói tiếng lạ bị ngăn trở ở trong hội thánh và thậm chí là ở ngoài hội thánh nữa. Nhiều người không hiểu lời của Chúa cho nên là cho rằng là tiếng lạ ngày xưa bây giờ không còn nữa. Và ai nói tiếng lạ đều là nói tiếng ma quỷ, nói tiếng tà giáo. Tôi đi Buôn Ma Thuột thường xuyên và tôi đến những cái làng, những cái buôn và thấy có những cái trường hợp như thế này. Đó là có những nhóm anh chị em con cái Chúa, họ được Thánh Linh của Chúa báp têm cho họ bằng Thánh Linh. Họ được ngã xuống trong quyền năng của Chúa, họ được nói tiếng mới, họ nói tiếng ngoại quốc, rồi họ nói tiên tri, họ chữa lành, họ đủ quỷ. Và Thánh Linh của Chúa hành động trên đời sống họ giống như là trong thời kỳ hội thánh đầu tiên. Nhưng mà quái âm thay, thay vì họ được ơn và kết quả như vậy thì mọi người sẽ đến để mà chúc mừng hoặc là khen ngợi họ. Nhưng mà không. Tôi thấy ngược lại, đó là có những anh chị em con cái Chúa mà trong hội thánh lớn hơn đó. Họ nói rằng cái nhóm này là nhóm tà giáo này. Cái nhóm này là cái nhóm nói tiếng quỷ nè. Bởi vì giáo hội của mình từ xưa tới giờ, từ ông thời ông Martin Luther đó, ông cải cách giáo hội cho đến bây giờ làm gì có cái chuyện này. Bây giờ tự nhiên cái tụi này nó kiên ngăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa, rồi Thánh Linh của Chúa đổ xuống cho nói tiếng mới, rồi chữa lành đủ quỷ. Nó ngược lại với giáo hội của mình. Và thế là nguyên cái nhóm đó bị cô lập hết quý mài chàng. Chính quyền gọi điện thoại cho công an. Công an làm việc với ông mục sư ở trong cái nhóm nhỏ đó. Nói là tại sao mà anh lại dạy dỗ những cái điều ngược lại với lời của Chúa. Ông mục sư kia nói, tôi đâu có nói dạy cái gì ngược lại với lời của Chúa đâu. Tiếng lạ trong thánh có không? Có nói không? Có. Đặt tay chữa lành có không? Có. Đủ quỷ có không? Có. Tất cả những gì chúng tôi làm đều có trong thánh hết. Và thế là cho về nhà xong rồi mấy bữa sau cũng bị kêu lên phường lại, cứ lên xuống như vậy. Hỏi ra đó, thì mấy ông mục sư mà hội thánh lớn á, ở trên Buôn Ma Thuột tôi không biết ở trên đây ở thành phố Hồ Chí Minh như thế nào, nhưng mà mấy ông mà mục sư hội thánh lớn á đều có thẻ đỏ hết. Thẻ đỏ tức là gì? Thẻ đảng. Đi đổ xăng á là không cần phải trả tiền luôn, móc thẻ đỏ ra nói bữa sau tôi đã trả cho. Đây là thật quý mà cho em, người ta nói lại với tôi thật như vậy. Người dân tộc, người đồng bào, người ta không bao giờ biết nói dối hết. Tôi nói mục sư không biết là trên thành phố có nhiều không, chứ trên đây tụi em đầy. Tôi nói đúng rồi, tại vì có thẻ đỏ cho nên là họ muốn cho anh cho chị thẻ đỏ lúc nào cũng được hết, muốn đuổi, muốn bắt, muốn siết anh chị em như thế nào cũng được hết, tại vì họ có thật sự đến từ Chúa đâu. Họ chỉ có chức vụ như vậy thôi, nhưng mà ở trước mặt Chúa họ không có một cái sự sức dầu của Chúa gì hết. Họ chỉ làm cái công tác đó giống như là một cái nghề nghiệp được trả lương. Nhưng mà nói gì thì nói, người ta vẫn sợ những anh như vậy quý mài cha. Hàng ngàn người được Thánh Linh của Chúa đổ xuống ở trên vùng cao. Họ nói tiếng lạ, họ vận hành trong ơn tứ Thánh Linh của Chúa. Nhưng mà hầu như là bị cô lập hết. Và Chúa cho tôi có một cái khải tượng, đó là sẽ nối kết những cái nhóm đó lại với nhau. Tại vì nhiều khi bị cô lập quý vị, mình nghĩ mình chỉ có mình thôi, giống như Eli vậy đó. Eli nghĩ có mình tôi à. Nhưng mà Chúa ngài nói rằng là có 7.000 người nam khác chưa quỳ gối trước ba anh. Quý vị thấy không à? Khi ma quỷ nó đe dọa, nó bắt bớ một ai đó đó, thì nó khiến cho người đó chỉ thấy có mình. Nhưng mà trong mắt của Chúa thì nhìn thấy có nhiều ngàn người vẫn còn có lòng trung thành với Chúa. Cho nên chúng thấy rằng là dù rằng là ma quỷ hoặc là kẻ thù của Chúa ngăn trở việc nói tiếng lạ, ngăn trở sự vận hành Thánh Linh của Chúa, ân tứ của Chúa, nhưng mà Chúa vẫn có cách để mà làm cho nó bùng cháy lên trở lại. Quý mài cho em. Vào năm 1906 thì tại New York, Chúa ngài đã dấy lên một vị mục sư da màu tên là William Seymour. Ông đã kiên ngăn cầu nguyện học lời của Chúa cùng với là những học viên ở trong trường thánh của mình. Và khi mà họ đang cầu nguyện như vậy thì Thánh Linh của Chúa đổ xuống và họ bắt đầu nói tiếng mới.
Và khi họ nói tiếng mới như vậy, những dấu kỳ phép lạ của Chúa xảy ra và nhiều phép lạ chữa lành đã diễn ra ở ngay trên đường phố của Azusa, New York. Và bắt đầu cái luồng gió đó, cái làn sóng đó bắt đầu lan qua châu Âu, rồi từ châu Âu lan qua châu Á. Và đến năm 1980 thì cái luồng gió đó, tức là phong trào ơn thánh linh của Chúa, bắt đầu lan qua Việt Nam của chúng ta. Và chúng ta bắt đầu được vận hành ở trong một bầu không khí tươi mới như vậy. Nhưng mà quý vị ơi, từ thời của các sứ đồ cho đến năm 1906 thì đó là một cái thời kỳ u ám và ảm đạm của Hội Thánh của Chúa. Hội Thánh của Chúa lúc đó là chỉ là công giáo mà thôi. Và trong giáo hội công giáo thì không có phép lạ chữa lành diễn ra gì hết. 1900 năm như vậy. Và Chúa ngài dùng một người mục sư đầy ơn của Chúa để khôi phục lại những cái ơn mà nó đã bị mai một đi trước đây. Xin Chúa ngài khôi phục lại, ngài khôi phục lại trong Hội Thánh của chúng ta những cái ơn mà dường như nó đã bị thất truyền. Chúng ta dùng cái từ đó là thất truyền. Bởi vì có nhiều cái ân tứ của Chúa rất là lạ lùng quý mời chị em, mà dường như là đã trôi qua nhiều ngàn năm rồi, nó bị mai một đi. Tôi ví dụ một trong những ân tứ mà bị thất truyền ngày hôm nay đó, đó là ơn dịch chuyển ở trong không gian. Tức là khi Philip ông làm chứng về Chúa cho Hoàng Quan Ethiopi, làm chứng xong báp têm Thánh Linh, báp têm bằng nước xong, là Chúa ngài cất ông đó đi chỗ khác rất là nhanh. Tôi gọi đây là cái ơn dịch chuyển trong không gian. Thì ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là cái ơn này dường như nó chưa có, hoặc là có mà chỉ là một số ít thôi. Có một ông mục sư kia, ổng là người Mỹ, ổng đang cầu nguyện bên Mỹ. Ngay trước cái phòng của ổng, ở trong cái phòng của ổng thì có cái tủ quần áo. Ổng đang cầu nguyện như vậy, ổng thấy cửa tủ quần áo mở ra với ánh sáng chói lòa trong đó. Và Chúa kêu rằng là bây giờ con hãy bước vào trong cái tủ quần áo đó. Và thế là ổng bước vào trong cái luồng sáng của tủ quần áo, thì ổng đi vào và ổng thấy trước mặt ổng á là tòa nhà Quốc hội Ấn Độ. Và khi ông bước vào tòa nhà Quốc hội Ấn Độ, ông nói chuyện với lại những người ở trong đó, và ông đã làm chứng về Chúa Jesus Christ cho một người nhân viên ở trong tòa nhà tòa Quốc hội Ấn Độ. Sau khi ông làm chứng xong, cầu nguyện cho đó xong, ông trở lại với cái tủ quần áo của mình. Mới ngay trong thế kỷ 21 của chúng ta quý vị. Nhưng mà có thể đó là cái trường hợp hy hữu thôi, không có nhiều quý mài trang. Nhưng mà tôi ước ao rằng là bản thân mình hoặc là ai đó sẽ kinh nghiệm được cái sự dịch chuyển như vậy. Bởi vì mình thấy rằng là đường phố Việt Nam của chúng ta hay bị kẹt xe lắm. Nếu mà mình bị kẹt xe mà mình trễ giờ nửa tiếng hồ là cũng mệt á. Mục sư mà được di chuyển như vậy là thôi khỏi cần đi sơi luôn. Nếu mà Chúa ngài sức dầu cho một người mục sư nào đó ở tại Việt Nam của chúng ta có cái ơn dịch chuyển như vậy trong không gian đó quý vị, nó sẽ tạo thành một cái sự là rất là khủng khiếp đối với đạo Chúa. Người ta sẽ sợ danh Đức Chúa Trời của chúng ta đó quý vị. Nhưng mà nếu có ơn như vậy đó thì cái người đó phải kiên ngăn cầu nguyện tìm kiếm Chúa để cái tôi này nó chết đi. Bởi vì nếu được ơn quá mà không có hạ mình khiêm nhường đủ á thì chính cái ơn đó nó sẽ giết chết mình. Rồi như vậy thì chúng ta thấy rằng là ân tứ nói tiếng lạ vẫn còn có thể hoạt động và hiệu quả cho đến ngày hôm nay. Bởi vì lời của Chúa không bao giờ thay đổi cả quý mài che. Chúa Giêsu nói rằng là trời đất qua đi nhưng mà lời ta nói của các ngươi sẽ chẳng bao giờ qua đi. Nếu lời của Chúa qua đi rồi thì Kinh Thánh này chúng ta đọc nó chỉ còn là những cái dữ kiện lịch sử mà thôi. Nhưng cảm ơn Chúa, lời của Chúa vẫn còn sống động cho đến ngày hôm nay. Chúa vẫn mong muốn rằng chúng ta sẽ được đầy Thánh Linh của Chúa và chúng ta sẽ được vận hành ở trong ơn tứ Thánh Linh của Chúa một cách tươi mới. Ở trong công vụ sứ đồ đoạn số 2 câu số 17, đây là lời hứa mà Chúa ngài hứa rằng trong ngày sơ rốt ngài sẽ đổ thần của ngài ở trên mọi loài xác thịt. Đức Chúa Trời phán, trong những ngày sơ rốt ta sẽ đổ thần ta khắp trên mọi xác thịt. Con trai và con gái ngươi đều sẽ nói lời tiên tri. Bọn trai trẻ sẽ thấy điềm lạ và các người già cả sẽ có chiêm bao. Phải trong những ngày đó ta sẽ đổ thần ta khắp trên các đầy tớ trai và gái ta. Chúng nó đều nói lời tiên tri. Cảm ơn Chúa. Chúa nói rằng là trong những ngày sơ rốt, trong những ngày sơ rốt quý mà chèm, Chúa sẽ đổ thần của Chúa. Không phải là trong những ngày đầu tiên, nhưng mà là trong những ngày sơ rốt. Tức là những ngày mà Chúa ngài chuẩn bị tái lâm. Và chúng ta đang sống ở trong những ngày sơ rốt đó quý mà chèm.
Chúng ta không phải là sống ở trong ngày sâu rốt nữa mà thôi, mà chúng ta đang sống ở trong những giây sâu rốt. Những giây sâu rốt rồi. Tôi thấy rằng là có tất cả những cái dấu hiệu mà Chúa Giêsu chuẩn bị tái lâm đã xảy ra hết rồi quý vị. Rồi Antichrist nó cũng đang chuẩn bị lấp ló cái đầu nó để mà xuất hiện ở trên thế giới này. Chúng ta không biết chính xác là ai, nhưng mà có rất là nhiều nhân vật có thể xứng đáng ở cái vị trí Antichrist. Và cái ngày đó đã rất là gần. Và trong những ngày sau đó, Chúa sẽ đổ thần của Chúa ở trên mọi xác thịt. Quý vị có đang sống ở trong xác thịt không? Ở đây có ai đang sống ở ngoài xác thịt không ạ? Tôi hỏi như vậy bởi vì thấy quý vị có vẻ như là đang buồn ngủ quá rồi hả? Thật sự những lời này đối với quý vị, chúng ta cần phải nghe bằng tâm linh của mình. Bởi vì nghe bằng xác thịt này đó, cái tâm trí này không hiểu nổi. Có những cái điều thuộc linh mà chúng ta thấy rằng là mình không có sự cầu nguyện để mình nghe và tiếp nhận đó quý vị. Cái xác thịt này nó cảm thấy buồn ngủ lắm. Cái cảm thấy giống như là ông mục sư đang nói chuyện trên mây á. Xin Chúa ngày cho chúng ta có tỉnh thức, có sự tỉnh thức ở trong tâm linh của chúng ta. Nghe không phải là nghe bằng lỗ tai này, nhưng mà nghe bằng cái lỗ tai tâm linh của chúng ta. Amen. Ai có tai hãy nghe lời Đức Thánh Ngài đang phán cùng với các hội thánh. Chúa vẫn đang hành động, Chúa vẫn đang tiếp tục hiện hữu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về những điều cuối cùng, đó là làm thế nào để chúng ta được nhận lưỡi lửa đến từ Chúa Thánh Linh trên đời sống của chúng ta. Muốn được đầy dạy Đức Thánh Linh thì chúng ta cần phải có những bước như thế này. Bước thứ nhất đó là chúng ta cần phải hối cải, ăn năn mọi tội lỗi của mình và tin Chúa Giêsu để được tha thứ mọi tội lỗi của chúng ta. Bước hối cải đó là bước đầu tiên và cần thiết nhất để chúng ta nhận lấy sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Chúa Ngài sẽ không thể nào bước vào trong một tấm lòng, một đời sống ô uế tội lỗi được. Nếu người đó không ăn năn và không xưng nhận tội lỗi của mình thì Chúa Ngài không thể tha thứ và tẩy sạch tấm lòng người đó trong dòng huyết của Chúa Giêsu Christ được, quý bà cha. Còn nếu chúng ta xưng tội mình thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta và làm cho chúng ta được sạch mọi điều gian ác. Một trong những cái điều mà tôi thấy ngày hôm nay con cái Chúa có một số nơi đó, họ không hiểu lời Chúa, họ không đọc lời của Chúa nhiều, họ không thấy mình là người có tội. Quý vị hiểu không ạ? Có những người họ không biết mình có tội luôn quý vị. Chẳng hạn đi coi bói, họ không biết họ có tội nữa. Đi coi thầy bà mê tín gì đó, ăn coi tuổi mục sư tuổi con gì mục sư. Chàng ơi hỏi mục sư tuổi con gì nữa. Nói tôi không có còn là người con ngày có tuổi nữa. Bây giờ mình là con chiên của Chúa rồi, mình không còn có con này con kia nữa. Thật sự có những người họ mới tin Chúa đó, họ chưa có hiểu. Hoặc là họ tin Chúa lâu năm rồi nhưng mà họ không có học lời Chúa, cho nên họ không biết điều đó là sai. Mình không trách họ được. Nhưng mà ở đây tôi đang nói rằng là có những cái tội lỗi quý vị. Có những cái tội lỗi mà đôi khi mình cũng không biết. Thì mình xin Chúa Ngài tha thứ cho những lỗi chúng ta không biết, để chúng ta được mặc lấy sự tha thứ và được sự đổ đầy Thánh Linh của Chúa. Thứ hai, để được đầy dạy Thánh Linh của Chúa thì chúng ta cần phải có một tấm lòng nguyện sống theo ý muốn của Chúa. Chúng ta cần phải có một sự đầu phục Chúa và mình nói với Chúa rằng Chúa ơi, con sẽ sống theo ý muốn của Ngài chứ con không sống theo ý muốn của con nữa. Có những khi Thánh Linh của Chúa không thể đến ở trên một người bởi vì cớ người đó vẫn còn tính xác thịt, người đó vẫn còn sống theo ý riêng của mình chứ không sống theo ý muốn của Chúa, cho nên Chúa không thể đến được trên người đó. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn số 2 câu 12 cho đến 14, lời của Chúa nói thế này: về phần chúng ta chẳng nhận lấy thần thế gian, nhưng đã nhận lấy Thánh Linh từ Đức Chúa Trời đến, hầu được hiểu biết những ơn mà chúng ta nhận lãnh bởi Đức Chúa Trời. Chúng ta nói về ơn đó không cậy lời nói mà sự khôn ngoan của loài người đã dạy đâu, song cậy sự khôn ngoan mà Đức Thánh Linh đã dạy, dùng tiếng thiên liêng để giải bày sự thiên liêng. Vả người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời, bởi chứ người đó coi sự ấy như là sự rồ dại và không có thể hiểu được, vì phải xem xét cách thiên liêng. Ở đây Chúa Ngài nói rõ với chúng ta, đó là người có tánh xác thịt không nhận được những sự thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Tánh xác thịt là gì quý mà cha? Gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờn tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh gỗ, say sưa, mê uống cùng các sự khác giống như vậy. Galati đoạn 5 câu 19 cho đến 20. Thuộc luôn đó quý mà cho em. Tại vì sao vậy? Tôi thường hay tôi tra xét chính mình theo lời của Chúa. Chúa ơi con có những cái điều đó, xin Chúa làm chết nó đi. Cho nên thuộc luôn. Xin Chúa Ngài giúp cho chúng ta
Từ bỏ những điều này quý mà cha, đừng sống theo xác thịt nữa, đừng sống theo xác thịt nữa. Làm sao để mình biết rằng là mình không còn sống theo xác thịt nữa quý vị? À, đôi khi Chúa cho mình làm bài test, Chúa cho một đứa thấy ghét tới, một đứa thấy ghét tới nó hết mình cái, à, tự nhiên ở đâu có cái người gài chớn tới chửi mình cái, mình không biết cái chuyện gì xảy ra hết. Nếu lúc đó mà mình có nhịn được, mình thắng được, mình không có trả đũa lại, lúc đó quý vị đã 10 điểm. Nhưng mà có những khi chúng ta không được như vậy quý mà cha, chúng ta bị rớt bài test. Xin Chúa giúp cho chúng ta có thể chiến thắng được cái bài test đó. Amen không quý mà cha? Yeah. Và điều thứ ba đó là chúng ta cần phải có sự khao khát Thánh Linh của Chúa ngày đến ở trên chúng ta. Nếu chúng ta không có sự khao khát, Thánh Linh của Chúa sẽ không đến. Giống như khi mà người yêu của chúng ta đang khao khát, tôi ví dụ thôi, đang khao khát có một cái điện thoại mới. Ở trong ngày sinh nhật, khoan đừng vội mua, thầy để nói hết. Giả sử bây giờ sắp sửa tới ngày sinh nhật của người yêu của mình, mà người yêu của mình đang khao khát có một cái điện thoại mới, bởi vì cái điện thoại cũ nó dở quá. Bây giờ giả sử mình là người biết quan tâm, thì mình sẽ tìm mọi cách để đáp ứng cho cái nhu cầu của người yêu mình, đúng không ạ? Người yêu mình đang cần cái điện thoại, cái tự nhiên cái mình sớm sáng mình đi mua bó hoa mình tặng. À, cho dù nó cũng đẹp lắm đó, nhưng mà người yêu của mình cảm thấy hụt hẫng, đúng không ạ? Không đáp ứng được cái nhu cầu đó. Thì cũng vậy quý mà chị em, Chúa biết được sự khao khát của chúng ta, và Chúa là đấng rất lịch sự. Chúa không bao giờ ban chúng ta cái điều gì mà chúng ta không muốn hết. Quý vị có khao khát Thánh Linh của Chúa không? Không phải là bằng miệng này nha quý vị nha, nhưng mà phải khao khát bằng tấm lòng này. Rồi Chúa hỏi thêm, con khao khát Thánh Linh của ta làm gì? Dạ Chúa, con muốn được nổi tiếng giống mục sư Trân Quý, con muốn được nổi tiếng giống như mục sư TB Joshua. Chúa nói không, nếu mà con khao khát như vậy đó thì ta không ban cho đâu. Nhưng mà nếu con khao khát Thánh Linh của ta để chính mình con được thay đổi và trở nên giống như Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban cho quý mà cha. Chúa ơi, xin Chúa ban cho con Thánh Linh của Chúa để con có thể thay đổi được chính mình, con không còn yếu đuối, con còn nhút nhát nữa, con không còn sợ hãi mỗi khi con nói về Chúa Giêsu cho người ta nữa, con không còn hèn hạ để mà khước từ Chúa Giêsu nữa, nhưng mà con sẽ có ơn và quyền năng của Chúa làm chứng về Chúa trước mặt nhiều người, và thậm chí con đặt tay cho cái đau, người đau sẽ lành, con đuổi quỷ nó ra khỏi, và con trở thành một người cứu người, đưa người ta trở lại với Chúa, chuyển người ta từ vương quốc tối tăm mà vào trong vương quốc sáng láng lạ lùng của Chúa, chuyển người ta từ vương quốc của ma quỷ vào trong vương quốc quyền năng của Đức Chúa Trời. Nếu quý vị có sự khao khát như vậy, Đức Chúa Trời ngài sẵn sàng tuôn đổ trên quý mà cha. Amen. Con Chúa, theo Chúa thì phải giống Chúa. Amen không quý mà cha. À, tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy trở nên giống như Chúa Jesus Christ. Một rít nhỏ trên đất này, một rít nhỏ đi đâu cũng sẽ đem đến sự chữa lành và đem đến sự gây dựng cho những người xung quanh mình. Cảm ơn Chúa. Rồi bây giờ thì tôi sẽ dành một vài phút trước khi kết thúc để hướng dẫn cho những anh chị em nào chúng ta mong muốn được đổ đầy Thánh Linh của Chúa, hay nói cách hơn đó là chúng ta được đến với Chúa Giêsu và nhận lãnh báp tem Thánh Linh của Chúa cho đời sống của chúng ta. Đối với những anh chị em nào chúng ta đang xem trực tiếp online thì đây cũng là giờ phút mà tôi sẽ dành cho quý vị, không đến 5 phút đâu. Rồi tôi sẽ cầu nguyện xin Chúa Thánh Linh đổ xuống trên quý vị. Những ai chúng ta đang theo dõi chương trình này từ xa, chúng ta có thể cầu nguyện và kết nối với chúng tôi trong danh Chúa Giêsu Christ. Bởi vì không gian và thời gian không phải là vấn đề. Không gian và thời gian trước mặt Chúa nó không thành vấn đề quý mài cha. Nhưng vấn đề đó là nằm ở đức tin của chúng ta. Nếu chúng ta tin thì chúng ta sẽ thấy được sự vinh hiển của Đức Chúa Trời bắt đầu trên đời sống của chúng ta. Để được báp têm Thánh Linh của Chúa thì chúng ta cần phải làm theo 3 bước vừa rồi. Thứ nhất đó là ăn năn tội lỗi. Thứ hai đó là chúng ta cần phải dâng chính mình tận hiến cho Chúa để sống theo ý muốn của Ngài. Và thứ ba đó là chúng ta cần phải khao khát Chúa. Và khi chúng ta có 3 điều đó, chúng ta phải đến cái điều cuối cùng, đó là chúng ta phải vâng theo cái sự dẫn dắt của Chúa để chúng ta nói ra ngôn ngữ thiên đàng mà Chúa ngài muốn chúng ta phải nói. Ở trong công vụ đoạn số 2 câu số 4 thì Kinh Thánh nói rằng là hết thảy đều được đề dạy Đức Thánh Linh, khởi sự nói các thứ tiếng khác theo như Đức Thánh Linh cho mình nói. Tức là họ nói chứ không phải là Chúa nói, đúng không ạ? Chúa chỉ ban cho họ rồi họ bắt đầu họ nói ra. Có nhiều người họ đốt tăng Thánh Linh nhưng mà họ không thèm nói. Tức là Thánh Linh của Chúa đầy dẫy nhưng mà họ không có nói.
Đúng không ạ? Nhưng mà ở đây Kinh Thánh nói rằng là họ khởi sự nói các thứ tiếng khác. Tức là chúng ta phải là người mở miệng ra và chúng ta cần phải nói ở trong sự ban phước của Chúa. Chúa nói rằng là hãy hạ hoác miệng ngươi ra thì ta sẽ làm đầy dạy nó. Nếu quý vị không nói, Chúa sẽ không ban cho cái lời mà chúng ta nói. Tôi nhớ cái lần đầu tiên mà tôi được báp têm Thánh Linh của Chúa đó, ông mục sư đó cũng dẫn dắt tôi như vậy. Tức là bây giờ con muốn uống nước thì con cần phải mở miệng mình ra, đúng không? Thì nước nó mới rót vào chứ. Bây giờ con ngậm miệng lại thì Chúa không thể nào rót nước vào trong miệng mình được. Cho nên mình phải mở miệng ra. Hallelujah. Hallelujah. Hosanna. Bắt đầu mình nói ra cái ngôn ngữ mà Chúa ban cho mình. Quý vị thấy không ạ? Nó đơn giản, nó rất là tự nhiên. Và chúng ta phải nói ở trong đức tin. Bởi vì nếu chúng ta làm điều gì đó ở trong Chúa mà chúng ta không có đức tin, quý vị, thì điều đó là tội lỗi. Cho nên chúng ta cần phải tin rằng khi Chúa đến, chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Chúa đến một cách bình an, vui mừng trong lòng của chúng ta, thì bắt đầu chúng ta hãy tin tưởng Chúa và bước đi từng bước một. Có thể lúc đầu chúng ta hãy nói ngợi khen Chúa, con cảm ơn Ngài vô cùng, cảm ơn Chúa bởi vì Chúa đang hiện diện ở đây, con khao khát Chúa, Chúa ơi xin hãy ban cho con ngôn ngữ tiếng mới của Ngài, cho ban cho con ngôn ngữ tiếng lạ của Ngài để con được nói và con có thể thờ phượng Chúa, con có thể ca ngợi Ngài, nói ra những lời cao trọng của Đức Chúa Trời, giống như các môn đồ tại phòng cao trong ngày lễ cuối tuần. Ôi Chúa ơi xin hãy đến trên con, xin hãy báp têm cho con mà thánh linh bằng lửa của Ngài. Ô hallelujah, ngợi khen Chúa, hallelujah, khôp si gara bara si, ô ra ba si e de 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 de, ô ra ba si gara ra ma si gara de 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 de, hallelujah, bara si gara ra de bi. Và thế là chúng ta được tuôn tràn ở trong dòng sông của tiếng lạ quý mà chưa. Amen. À, đó là cái sự hướng dẫn của tôi. Tôi không tập cho quý vị nói tiếng lạ bởi vì sao? Bởi vì tiếng lạ là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Không ai tập được, không ai bắt chước được, không ai giả được. Nhưng mà tôi chỉ hướng dẫn quý vị những nguyên tắc để quý vị khi mà nhận được, quý vị sẽ biết cách để sử dụng nó. Đúng không ạ? Giống như cái iPhone khi mà nó còn nằm trong hộp á, ai đó đưa cho quý vị muốn sử dụng nó thì quý vị phải mở cái seal ra, tức là mở cái tem nó ra, đúng không ạ? Rồi bóc từng cái ra. Thì cũng vậy, khi mà Thánh Linh của Chúa đến cho quý vị, nó còn nguyên seal của đó, quý vị phải mở miệng mình ra. Mở miệng mình ra và nói cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài quý vị con đã có rồi. Và con ngợi khen Chúa bởi vì Chúa luôn hào phóng ban cho chúng con nhiều hơn. Amen. Chúa Giêsu đã nói rằng là trong các ngươi có ai con mình xin bánh mà cho đá chăng? Có ai con mình xin cá mà cho rắn chăng? Nếu các ngươi vốn là người xấu còn biết cho con cái mình cái vật tốt thay thì huống chi cha các ngươi trên trời há chẳng ban Đức Thánh Linh cho người nào xin Ngài sao? Như vậy thì khi chúng ta xin Đức Thánh Linh thì Đức Chúa Trời sẽ ban chúng ta Đức Thánh Linh của Ngài. Amen. Nào chúng ta cùng bắt đầu nha. Rồi chúng ta sẽ có thời gian một vài phút, hai phút thôi để chúng ta thờ phượng Chúa một bài hát. Chúng ta sẽ mời gọi sự hiện diện của Đức Thánh Linh Ngài đến ở trên chúng ta. Bởi vì Đức Thánh Linh là đấng yêu thích sự thờ phượng. Đức Thánh Linh là đấng yêu thích âm nhạc của thiên đàng. Nơi nào có sự thờ phượng Chúa, nơi đó sẽ có sự tôn cao Chúa Giêsu Christ và Thánh Linh của Chúa cũng sẽ đến để ban ơn cho dân sự của Ngài. Hallelujah. Chúa ơi xin hãy đến. Đến và nhận lãnh sự thờ phượng này. Bởi vì Ngài xứng đáng được thờ phượng, Ngài xứng đáng tôn cao cho bọn chúng con. Lời của Chúa được rao ra rồi. Và chúng con mong chờ sự vận hành của Chúa, cái tươi mới cho những sự của Ngài trong thời giờ này. Đây là giờ của Ngài, hỡi Chúa Thánh Linh. Không phải là chúng con, nhưng bèn là Ngài. Ngài sẽ được tôn cao giữa vòng chúng con giờ phút này. Cảm ơn Chúa xin đến. Ngài báp têm Thánh Linh bằng lửa của Ngài ở trên mỗi đời sống của quý bà cho em con. Những ai chúng con chưa bao giờ nói tiếng mới, chưa bao giờ nói tiếng lạ, thì giờ đây là giờ mà Chúa Ngài có thể ban cho họ ngôn ngữ tiếng đàn để họ được phục hồi lại trong ân tứ tiếng mới. Những ai chưa bao giờ kinh nghiệm được, họ sẽ kinh nghiệm được ở trong buổi chiều này. Và những ai đã bị mai một đi trong ân tứ tiếng mới thì bây giờ là lúc mà Chúa sẽ nhen lại ân tứ của Ngài cho đời sống của họ. Ngài sẽ nhen lại, Ngài làm mới lại ân tứ đó để chúng con có thể sử dụng để làm sáng danh Chúa ở trên đời sống của chúng con. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.